cơ khí lỗi thời có nghĩa là chiếc crossover 3 hàng ghế của Infiniti không tuyệt vời như nó có thể. Từ màn hình đồng hồ đo kỹ thuật số, ngoài bảng điều khiển có đường chỉ khâu tương phản và trên mui xe có nếp gấp điêu khắc quang cảnh từ ghế lái của Infiniti QX60-2022 mang lại ấn tượng sang trọng một cách thuyết phục. Tuy nhiên, dưới mui xe đó là động cơ giống như trước đây. Trong khi những chiếc SUV 3 hàng ghế sang trọng khác sử dụng động cơ tăng áp hoặc trợ lực điện, QX60 được thiết kế lại gắn bó với V6 mà nó đã có từ năm 2017. Với phần cứng chuyển đổi, không có gì ngạc nhiên khi Infiniti QX60-2022 hoạt động giống như người tiền nhiệm của nó. Nó mang lại đủ sự mới mẻ để có vẻ như là một sự cải tiến, chỉ không theo những cách mà kết quả thử nghiệm MotorTrend của chúng tôi chỉ ra. Về động cơ, đó là động cơ V6, hút khí tự nhiên 3,5 lít. Tạo ra công suất 295 mã lực và mô men xoắn. Đằng sau nó là hộp số tự động 9 cấp mới, một nâng cấp bề ngoài so với hộp số vô cấp CVT trước đó. Bất kể phiên bản nào, mọi QX60 đều là tiêu chuẩn FWD, ví dụ mà chúng tôi đánh giá được trang bị AWD tùy chọn. Đây là một hệ thống mới được cho là tham gia dễ dàng hơn và cân bằng mô men xoắn tốt hơn giữa cầu trước và cầu sau. Ngoài các con số, hành trình và xử lý của QX60 hỗ trợ mục tiêu cao cấp của nó. Lượt vào rất sắc nét và chính xác, và mặc dù thân xe bị lật đáng kể, chiếc xe vẫn cân bằng và đi qua các góc cua. Mặc dù bề mặt thô ráp có thể gây ra tiếng ồn nhẹ từ các chi tiết trang trí nội thất. Hệ thống treo hấp thụ các tác động mà không gây cảm giác nổi. Từ bên trong, trải nghiệm là một trong những yên tĩnh mượt mà. Nội thất SUV 3 hàng ghế sang trọng nên tập trung nhiều hơn vào nội thất của Infiniti QX60-2022 hơn là kết quả thử nghiệm, đó là nơi nó gây ấn tượng với chúng tôi nhất. Vật liệu khá đẹp, đặc biệt là ở hàng ghế trước, nơi gần như mọi bề mặt đều được bao phủ bởi lớp hoàn thiện mềm mại, gỗ không lỗ mờ và các chi tiết bằng kim loại. Màn hình 12,3 inch kép cho cụm đồng hồ và thông tin giải trí mang đến một bầu không khí công nghệ cao. Mặc dù chúng tôi sẽ thích nó hơn nếu nhiều nút điều khiển SVAC là nút cứng hơn là cảm biến xúc giác. Núm chọn ổ trượt trượt với cảm giác dễ chịu và là một phần của bảng điều khiển trung tâm có chứa một số không gian lưu trữ hữu ích. Hàng ghế sau cũng có một số phương pháp điều trị cao cấp. Đơn vị thử nghiệm trang trí giác quan của chúng tôi đã được trang bị tấm che nắng cho hàng ghế thứ hai và ghế có sưởi. Hành khách ở hàng ghế thứ ba có lỗ thông hơi và cổng USB. Mặc dù chỗ để chân ở những hàng ghế sau cùng vừa khít nhưng không gian để chân đã được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, các con số thử nghiệm của chúng tôi liên quan đến dấu tích của người tiền nhiệm của nó. Chúng tôi hy vọng vào một lúc nào đó sẽ có thêm một động cơ hiện đại, cho dù đó là động cơ V6 mới. Thiết lập hybrid hoặc có lẽ là thứ gì đó có tăng áp. Ngay cả khi tầm nhìn ra khỏi mui xe tuyệt đẹp đó vẫn giữ nguyên, một động cơ bên dưới nó cho hiệu suất nhanh hơn. Sống động hơn sẽ đưa Infiniti QX60-2022 đến gần hơn với các đối thủ cạnh tranh 3 hàng ghế hàng đầu của nó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!